Sau đám cưới gần 2 tuần với chồng kém tuổi, Lâm Khánh Chi bất ngờ tuyên bố sốc thế này. Sau khi tổ chức đám cưới thế kỷ được gần 2 tuần, Lâm Khánh Chi bất ngờ tuyên bố sốc thế này khiến ai cũng choáng. Sau một tuần đám cưới, mới đây Lâm Khánh Chi cho biết hiện cô đang thăng hoa trong hạnh phúc của tình yêu. Hơn một tuần về làm dâu làm vợ, cảm xúc của ca sĩ chuyển giới luôn đong đầy khi nhận được tình cảm yêu thương từ ông xã và gia đình chồng. Mọi người xem tôi như con ruột trong nhà, tôi mãn nguyện với sự chọn lựa của mình, cô nói. Chi cảm thấy rất vui và hạnh phúc bởi tình cảm hai đứa ngày càng mặn nồng sâu sắc. Ông xã thương và lo lắng cho Chi nhiều lắm. Nên vợ nên chồng rồi, ngoài tình yêu càng phải có trách nhiệm chăm sóc lo lắng cho nhau nhiều hơn nữa, Lâm Khánh Chi thổ lộ. Lâm Khánh Chi chia sẻ về nhan sắc của mình sau đám cưới. Các fan bình luận bảo tôi tươi trẻ hẳn ra sau đám cưới, tôi thấy điều này rất đúng. Tôi trẻ đẹp ra 10 tuổi sau một tuần cưới chồng kém 8 tuổi, bản thân thấy hồn nhiên, yêu đời hơn trước. Tình yêu thăng hoa với hạnh phúc nên sắc đẹp của tôi cũng thăng hoa theo. Cô dâu 41 tuổi cho hay, cô và chồng đang chuẩn bị những trang phục lộng lẫy và trang trọng nhất xuất hiện trong tiệc cưới tối 11 tháng 1. Không gian cưới sẽ được trang trí nhiều hoa cẩm tú cầu, màn hình LED, âm thanh ánh sáng. Đám cưới đời người có một lần nên tôi không ngại chi. Muốn mọi thứ được chỉnh chu nhất. Chi phí trang trí đã tiêu tốn hơn 1,5 tỷ đồng, Lâm Khánh Chi tiết lộ. Bên cạnh đó, Lâm Khánh Chi sẽ mời người yêu cũ đến tham dự tiệc cưới sắp tới. Tuy nhiên, cô muốn tạo sự bất ngờ cho quan khách nên không tiết lộ danh tính người này. Hồi cuối tháng 12, 2017, cộng đồng được fan dậy sóng trước đám cưới thế kỷ của Lâm Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi Phi Hùng. Mọi thông tin về lễ cưới của nữ ca sĩ chuyển giới luôn nhận được sự quan tâm từ phía dư luận. Như siêu xe gần chục tỷ rước dâu, dàn phù dâu chuyển giới hay giá trị quà cưới khủng. Trong ngày cưới, mỹ nhân chuyển giới khá chịu chi cho hôn lễ, đặt may riêng 3 bộ áo dài và 5 bộ váy cưới, đính mỗi bộ 5.000 viên đá pha lê, mua từ Cộng hòa Séc. Riêng chú rể sẽ diện 5 bộ vest và 2 bộ áo dài truyền thống. Nhã Phương lên tiếng về tin đồn chia tay Trường Giang. Tôi không bao giờ vì chuyện nhỏ mà khóc. Có nhiều việc dồn lại một lúc nào đó vô tình, chuyện lại xảy ra đúng thời điểm tôi đang gặp quá nhiều dồn nén phải bung. Chứ thật ra không phải chỉ vì một chuyện mà tôi đã khóc. Những ngày qua, thông tin Trường Giang chia tay Nhã Phương gây xôn xao dư luận. Đặc biệt ngay sau đó danh hài Đức Nam tiếp tục vướng nghi án hẹn hò Hot Girl Sam khi nữ diễn viên đăng tải hình ảnh thân thiết với đàn anh khi cả hai cùng tham gia một bộ phim. Trước tin đồn bủa vây, Sam khẳng định giữa cô và Trường Giang chỉ là đồng nghiệp. Tôi thấy rối và buồn vì tôi rất hay đăng hình với những bạn diễn nam, lên để quảng cáo giới thiệu bộ phim của mình cho khán giả. Không phải chỉ có anh Giang mà với Jun Phạm hay anh Quang Tuấn, tôi cũng hay đăng lên như vậy. Nhưng đâu có ai quan tâm, tới lúc hình với anh Giang thì lại sóng gió như vậy. Hot Girl Sam lên tiếng, tuy nhiên những lời lý giải từ phía Sam vẫn không thể dập tắt tin đồn Trường Giang Nhã Phương rạn nứt. Đặc biệt sau clip nam danh hài khóc trên sân khấu và Nhã Phương đăng tải trạng thái tâm trạng, người hâm mộ càng thêm hoang mang. Sau thời gian im lặng mới đây trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên họ Trần bất ngờ trải lòng về thực hư chia tay chàng mười khó. Theo đó, khi được hỏi có khó chịu khi mọi người quan tâm đến vấn đề tình cảm, nữ diễn viên tuổi thanh xuân gật đầu xác nhận. Tuy nhiên Nhã Phương cho biết, sau sự khó chịu là động lực giúp cô tìm cho mình chiến lược để giảm bớt hình ảnh liên quan tới chuyện yêu đương. Sau này lâu lâu mới đăng hình hai đứa lên Facebook, chứ trước đó không có, ít lắm. Tôi không muốn bị mọi người nhớ tới mình gắn với chuyện tình cảm quá nhiều. Mặc dù tôi cũng thích được các bạn khác chụp hình, đăng ảnh nhí nhố với người yêu, nhưng phải xác định tư tưởng, nếu đăng hình như vậy nhiều quá, họ sẽ chỉ nhớ tới chuyện yêu đương của mình thôi. Sự nỗ lực vất vả, thậm chí tai nạn. Người lúc nào cũng sức sẹo khi đóng phim đâu ai biết. Tôi muốn mọi người nhớ tới vai diễn của Nhã Phương, chứ không phải là chuyện tình cảm. Thế nên chỉ những bộ phim game show nào thích quá chúng tôi mới làm chung. Còn lại, tôi sẽ né và hạn chế. Người đẹp 27 tuổi lý giải. Cũng theo quan điểm của Nhã Phương, quan trọng bản chất cuối cùng là cái gì? Có phải là tình yêu hay không? Chỉ là để đưa cho mọi người xem. Suốt ngày lên mạng khóc, tôi không muốn chia tay đâu. Bao nhiêu tin đồn không lẽ cứ phải đi giải thích như vậy. Tôi không quan tâm việc tôi phải giải thích. Nữ diễn viên đáp trả. Thừa nhận có buồn có khóc mỗi khi gặp chuyện không vui với Trường Giang. Tuy nhiên Nhã Phương bảo những lúc như thế, cô thường chỉ tự mình chịu đựng gặm nhấm bằng nước mắt, chứ không mấy khi than thở chia sẻ với người khác. Nói về những lần rơi nước mắt vì bạn trai, Nhã Phương khẳng định
mình không phải mẫu phụ nữ mít ướt. Tuy nhiên vì công việc, các mối quan hệ xã hội, chuyện riêng tư liên tục xảy đến. Bao vây cuộc sống của cô gái trẻ đôi khi khiến Nhã Phương gần như nghẹt thở. Những lúc ấy, một hiểu lầm nhỏ giữa hai người cũng có thể khiến cô bán bánh giò lập tức khóc tu tu. Có nhiều việc dồn lại đến một lúc nào đó, vô tình chuyện này lại xảy ra đúng thời điểm tôi gặp quá nhiều dồn nén, nên phải bung ra thôi. Chứ thực ra không phải chỉ vì một chuyện gì đó mà tôi đã khóc. Tôi không bao giờ chỉ vì một việc nào đó vừa xảy đến, đã làm ầm lên. Thường tôi sẽ xem vấn đề ở đâu, dồn nén ở mức độ nào, rồi sau đó mới nói. Nhã Phương tâm sự. Chia sẻ về bản thân, bạn gái Trường Giang cho biết, cô là người cá tính độc lập và thường không phụ thuộc quá nhiều vào người yêu. Ngoại trừ tình cảm không nói, đối với những chuyện khác tôi thường tự mình thực hiện. Tôi sống độc lập và vững vàng rồi, nên tôi không sợ bất cứ điều gì cả. Từng Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 Hany A nhiều lần bị quấy rối. Không chỉ có cuộc sống khốn khó, từng Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Hany A còn nhiều lần bị quấy rối trước khi đăng quang. Những ngày qua, mọi thông tin về Tân Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 Hany A đã thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo khán giả. Theo đó, bên cạnh những câu chuyện về gia cảnh khó khăn của Tân Hoa hậu, thì cuộc sống đời tư của cô cũng được công chúng dành nhiều sự chú ý. Mới đây, Hany A đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi thành thật cho biết, lúc mới lên thành phố Hồ Chí Minh, cô phải đi xe đạp rồi bị cướp giật mất hết mọi thứ. Ngoài ra, Tân Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam còn tiết lộ từng bị nhiều người đi đường quấy rối. Cô bộc bạch, đi một mình trên đường thỉnh thoảng tôi bị quấy rối. Có những người trong khán giả hỏi tôi, em đi đâu, đi với anh không? Họ đi xe máy, từ chân cầu chữ Y về tới phòng thật nhanh, leo lên giường và khóc. Hồi đó tôi yếu đuối mong manh, sau khi làm người mẫu tôi cứng cáp hơn, đi diễn về khuya 1-2 giờ sáng vẫn dám đi một mình. Trước sự quấy rối ấy, Hany A đã bất chấp nguy hiểm để tự cứu lấy mình, cô chia sẻ. Hồi đó tôi bị quấy rối 3-4 lần nhưng không sao, vì tôi đạp xe thật nhanh, lấn cả đường xe ngược lại. Lúc đó nguy hiểm, nhưng tôi thà nguy hiểm còn hơn bị người ta đụng vào người. Tuy nhiên sau khi hoạt động thường xuyên trong làng thời trang và phải đi diễn về đêm liên tục, Hany A đã không còn sợ như thời điểm mới lên thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm việc. Hiện tại Hany A đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để cùng hai á hậu Hoàng Thùy, Mâu Thủy tham gia những hoạt động bên lề của ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Được biết, sau khi hoàn thành các hoạt động sau cuộc thi, Hany A sẽ trở về quê nhà tại Đắk Lắk để chung vui chiến thắng với gia đình họ hàng. Vào chiều 9 tháng 1 vừa qua, Hany A cũng được Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đắk Lắk gửi tờ trình tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xin ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức khen thưởng đột xuất, tặng bằng khen cho cô. Cùng ngày, ông Nguyễn Thượng Hải, Bí thư Huyện ủy Cư Mơ Ra tỉnh Đắk Lắk đánh giá Hany A đã nỗ lực cố gắng vượt khó để đạt được những thành quả như ngày hôm nay. Tân Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam đang là tấm gương để thanh niên dân tộc thiểu số nói riêng, thế hệ thanh niên nói chung học tập về trình vượt khó. Không muốn liên quan đến nhau, Duy Khánh Trấn Thành vẫn mặc đồ đôi thế này. Chính việc thường xuyên diện đồ đôi cũng là một trong những nguyên nhân xuất hiện những tin đồn tình cảm giữa cả hai. Thời gian qua, mối quan hệ giữa Duy Khánh và Trấn Thành luôn nhận được mối quan tâm đặc biệt của công chúng. Cả hai bị nghi vấn có tình cảm với nhau vì sự thân thiết và cả chuyện họ vẫn thường diện đồ đôi khi xuất hiện tại sự kiện. Không những vậy, cho đến khi Trấn Thành đám cưới cùng Harry Won thì những tin đồn này vẫn chưa có dấu hiệu chung lại. Mới đây, Trấn Thành và Duy Khánh tiếp tục bị xôi khi cùng diện áo sơ mi giống hệt nhau. Đó là một chiếc áo trắng với các họa tiết hình con kiến khá độc đáo ở phần vai áo. Duy Khánh diện áo này trong một loạt ảnh mừng tuổi mới. Trấn Thành lại sử dụng chiếc áo giống với Duy Khánh khi làm MC trong một chương trình trò chuyện cùng nghệ sĩ. Trấn Thành cùng phối với quần Âu đen giống hệt Duy Khánh. Theo lời Duy Khánh kể, anh và MC Trấn Thành gặp nhau trong một game show. Lúc đó Duy Khánh là thí sinh, còn Trấn Thành lại là người chấm thi. Sau một thời gian anh và Trấn Thành đã thành bạn bè thân thiết, cả hai thường đi ăn uống trò chuyện, tâm sự nhiều việc vui buồn trong cuộc sống. Cả hai từng coi nhau là tri kỷ. Duy Khánh chia sẻ cả hai mặc đồ giống nhau nhiều, có lẽ họ khá giống nhau về suy nghĩ, quan điểm và đôi khi là gu thời trang cũng ảnh hưởng lẫn nhau. Thậm chí có thời gian không gặp nhau nhưng vẫn có thể mua đồ trùng hợp. Hiện tại Duy Khánh không dám nhắc đến tên Trấn Thành, đây cũng là một cái tên nhạy cảm đối với Duy Khánh ở mặt truyền thông, bởi lẽ anh không muốn dư luận
thêm nhiều lời bàn tán làm ảnh hưởng đến tổ ấm của Trấn Thành. Mối quan hệ hiện tại giữa Trấn Thành đã không còn thân thiết như xưa, giữa họ đã có khoảng cách và không gặp nhau thường xuyên như trước nữa. Theo Di Khánh thì chính tin đồn đã làm khoảng cách họ xa dần, dù cho đó là những tin đồn hoàn toàn không có căn cứ. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Di Khánh vẫn coi Trấn Thành là thần tượng và luôn đặt sự ngưỡng mộ của anh đối với nam MC trong tim. Không chỉ xài hết tiền, Hanye vẫn còn nợ 4 triệu đồng trước khi đăng quang. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã phải tự mình lo lắng tất cả các khoản chi phí ghi danh tại sân chơi nhan sắc lớn và uy tín của quốc gia. Tối ngày 6 tháng 1 vừa qua, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chính thức được diễn ra tại Nha Trang. Vừa qua rất nhiều người đẹp và tài năng, ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã chính thức gọi tên thí sinh Hanye. Ngay sau khi đăng quang với ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hanye chính là cái tên được truyền thông và cộng đồng mạng quan tâm hàng đầu. Chính sự cố gắng học hỏi của tân Hoa hậu giàu nghị lực đã truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất sau đăng quang. Cô đến với cuộc thi bằng tất cả niềm đam mê và sự khao khát vươn lên, mặc dù điều kiện kinh tế không có đủ đầy như các cô gái khác. Cô gái dân tộc AD lúc mới bước vào nghề người mẫu, khi stylist nói cô chuẩn bị 3 đôi giày, nhưng vì điều kiện kinh tế không có, Hanye chỉ có 1 đôi. Lời chia sẻ của stylist này nhận được sự đồng tình của nhiều cư dân mạng. Đó là cách sống đơn giản chân thành, luôn cố gắng nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn. Ngoài ra, cô còn có cách ứng xử khéo léo, luôn biết trước biết sau khiến mọi người vô cùng quý mến. Mới đây, trước tình cảm chân thành của cô gái dân tộc AD gửi đến mình, một người bạn của tân Hoa hậu đã bất ngờ chia sẻ đoạn tin nhắn của cả hai nhắn tin trước thềm chung kết. Theo đó, bạn của cô đã mượn của Hanye 500.000 đồng trước khi thi chung kết, nhưng lúc đó Hanye cũng không có đủ tiền để cho bạn mình mượn. Tính thật thà của tân Hoa hậu trả lời thật thà rằng, không có nè, ta đi thi hết tiền luôn rồi, còn nợ 4 triệu. Người bạn thân tiết lộ Hanye vẫn còn nợ 4 triệu đồng trước khi thi chung kết. Capri và Hanye cùng tham gia cuộc thi Việt Nam Next Top Model 2015. Qua đây có thể thấy được xuất phát điểm của chúng ta như thế nào, không quan trọng bằng việc ta đã cố gắng ra sao. Để đến với ước mơ của mình, Hanye chính là nàng hoa hậu đã thực hiện được ước mơ và tạo nên nguồn cảm hứng cho người hâm mộ. Trước đó, câu chuyện về gia đình tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 được công chúng dành nhiều sự quan tâm. Được biết, bố mẹ Hanye cũng có mặt trong đêm chung kết để chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của con gái, rồi sau đó cả hai mới gấp rút quay về Đắk Lắk để tiếp tục công việc thường ngày. Theo đó, để đến được đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, bố Hanye đã phải đến chỗ làm thuê mượn 1 triệu đồng để di chuyển từ Đắk Lắk xuống Nha Trang. Bữa đi mình còn phải mượn tiền chỗ làm, mượn 1 triệu đồng rồi mới bắt xe xuống Nha Trang, bố Hanye thành thật cho biết. Hanye sinh ra trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em. Từ nhỏ cô đã phải làm rất nhiều công việc vất vả như đi hái cà phê, chăn bò để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mẹ của tân Hoa hậu cũng từng khuyên cô nên nghỉ học để lấy chồng vì kinh tế gia đình không thể trang trải cho việc học của con gái. Tuy nhiên, với khát khao thay đổi cuộc sống vượt lên cái nghèo, Hanye quyết không dừng việc học. Khi lên Sài Gòn học cao đẳng, Hanye không ngại làm những công việc vất vả để có tiền đi học. Bên cạnh đó, trong khi những người đẹp khác có cả một ekip hùng hậu hỗ trợ cho việc thi thố, vì Hanye lúc nào cũng chỉ có một mình, điều này cho thấy người đẹp sinh năm 1992 đã quyết tâm và cố gắng như thế nào.